Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ok, lâu chờ người sẽ lại kênh channel của Sài Gòn lâu người. Và hôm nay Quỳnh Phong cần sẽ thử thử thách ăn đồ ăn thật hay đồ ăn giả. Wow, hôm nay có đồ ăn và cây son luôn hả? Ở trong hai món này tôi sẽ lựa cho một bên sẽ là đồ ăn thật, một bên là đồ ăn bằng kẹo thôi. Đó, ok, để xem coi gì ạ? Gì? Tôi đang lựa chọn. Trời ơi, là tí nữa thôi. Bây giờ bình thường đi rồi, ok. Bây giờ để xem coi ai sẽ là người may mắn để được đồ ăn thật, còn người nào sẽ được đồ ăn kẹo ăn hẳn. Nhưng mà tùy nha, có số món kẹo sẽ ngon hơn nha. Rồi, ok, thử thách bắt đầu. Rồi bây giờ ông chồng thế nào, một hộp hoặc hai? Tôi chọn cái này. Rồi bây giờ tôi chọn cái này nha. Bây giờ ai mà trước ông nha. Thôi hai người cùng mở chứ. Hả? Phải hai người cùng mở vui chứ. Rồi chuẩn bị. Đếm đi ông, đếm đi. 1, 2, 3. Tôi sẽ được một cái hamburger siêu to. Có không cần được hamburger gì? Hamburger siêu bé. Bằng kẹo. Đó, ok. Ôi, nó làm từng miếng luôn nè. Ồ, đó. Tách ra được rồi các bạn, cho nó ghép vô lại. Bây giờ ông ăn trước đi, ông ăn trước đi. Đó, trời ơi, tôi may mắn mà. Ôi, cay quá à, tôi thích hamburger lắm luôn á. Rồi, ăn đi, ăn đi. Trời, chút xíu quá. Ghê quá. Ngon. Cũng tạm được, tạm kiểu sữa cũng ngon. Ok, còn đến tôi nè. Ủa, burger thịt nha, nhìn nè. Rồi, tôi ăn thử nha. Ủa. Đã quá vậy. Cảm biết. Trời ơi. Ủa, cái hamburger với tí dẹo này ăn không đủ no bạn ơi. Ngon. Ăn ngay hết nha, ăn ngay hết luôn nha. Giờ thấy là thầy ăn cho hết nha. Ăn hết mà. Một lần xong hết luôn nha. Ok bạn ơi, thì tí nữa Phong cũng sẽ lựa chọn một trong hai cái này và tôi ở với bạn này sẽ có coca đó và kẹo. Bây giờ tôi sẽ xúc cái coca này. Đó. Ông mà trúng cái này á là ông xui chắc luôn, còn nếu tôi trúng cái tôi xui. Nhưng mà bây giờ ui kiểu này là xúc lên là chết luôn á. Ok, mặt mình nói lại biết nha. Đó. Ủa gì vậy? Rồi ok. 5 minutes later. Rồi bây giờ tiếp theo. Chọn trước á. Chọn trước á. Để suy nghĩ đi, suy nghĩ làm sao để chọn được cái tôi đây. Chọn bên đây. Ủa sao? Sao giờ chơi với tôi vậy? Dừng sao mấy bạn xem, bạn tự biết. Ok, 3, 2, 1. Ủa, tôi được kẹo. Tôi được nguyên một chai coca quá. Coca được không? Được coca. Trời ơi, kẹo. Uống trước nha. Đó. Ok, rồi, cũng rồi. Nha. Uống nha này nha. Uống là sao đó? Uống đúng rồi ạ. Rồi, đến lượt tôi. Xin lỗi sao? Trời ơi, nó chết rồi. Xin lỗi sao? Tôi nghĩ là do quá trình vận chuyển, chứ mà do tôi nha. Tôi trước. Sao mình thấy nó ngọt, nó xì ta. Đúng rồi, sao xì dở mạn. Sao tôi biết được. Sao nó xì được vậy sao? Ờ, không biết, chịu. Hả sao? Gì vậy? Sao nó xì được vậy? Tôi không biết, trời ơi. Hồi. Phải không? Hả? Phải không? Thôi, mấy bạn thả, mấy bạn có ai làm không? Tôi không biết nha, tôi không biết gì chưa. Sao tôi thấy có nghi ngờ sao bạn ạ? Bi đâu. Rồi mấy bạn ơi, hồi chuyện phong xui quá trời luôn rồi. Để xem ông cháu gì đây, ông người cháu hả? Không, tôi đang cho chọn đó. Rồi chọn đi. Sao biết chọn đây? Giặt này sao biết rồi các bạn? Mời xem qua. Bên này nha. Tiếng hơi xui xui. Không hên lắm các bạn, để suy nghĩ qua. Đó, bây giờ các bạn ơi giúp mình lựa chọn nha. Đó, bạn nào fan tôi. Đó, bên này, bạn nào fan Phong bên này. Đó, ok. Là bên nào? Vậy đó còn sao phải chọn bên nào nè? Để tôi suy nghĩ qua. Bên này đi. Chắc chưa? Bên này. Chắc chưa? Bên này đi. Chắc chưa? Thôi bên này đi. Ok rồi. Rồi. Cùng Phong nó sẽ được các bạn ơi. Rồi bây giờ cùng mở mở ra cái mắt thử nha. Okay. Rồi. 1 2 3. Gì vậy? Wow. Oh. Tôi được đồ đánh răng đồ chơi. Cậu được gì? Không, tôi sang là đánh răng kẹo mà. Tôi là kẹo, cậu hả?
Phong là đồ đánh răng thật. Rồi bây giờ đánh đi, giờ tôi đánh nha. Chán à. Chán em. Tôi chán được nè, ổng là phải đánh răng. Trời ơi. Ăn luôn giống theo nè. Ngon quá à. Tôi ăn cho bà coi nè. Tôi leo à. Sao Sam nãy giờ may mắn quá vậy ta? Không biết hả? Ngon. Ngon không? Ngon. Ngon. Này không đánh cho. Không đánh cho Sam, không đánh cho Sam. Ngon. Thôi giỡn thường thương. Thường thương. Lát tiếp theo. Bây giờ ông quyết định chọn cái gì nè? Tôi sẽ chọn cái này. Tôi sẽ chọn cái này. Mở 1, 2, 3. Tôi là kẹo. Vậy sao bây giờ gì đây? Ủa cái này là gì đó? Cái là kẹo hình cái dù. Ủa tôi khoe mặt xem đi. Cái này cái dù. Đây đây cái dù che nắng che mưa đúng không? Dù che nắng che mưa đó. Ủa vậy tôi là cái gì? Từ Phong đã thắng được một lần, nãy giờ mới thắng được một lần. Ok, rồi để Phong mở thử nha. Ôi, xong rồi Phong ơi. Wow. Quá trời nhiều kiểu luôn bạn ơi. Ngon. Ngon hả? Ngon hả? Hơi nhiều đường xíu nhưng mà ngon. Nhưng mà tôi được cái dù tôi thấy hơi xu rồi đó mà. Đó, bạn thấy không? Lúc mà mình đút cho bà ăn á là bà sẽ ăn, thấy không? Còn lúc mình xin bà không cho mình đó bạn à. Đói, thấy quá chán không? Trời ơi. Xin có hamburger cắn một miếng không cho. Không không cần hơi đó bạn, nó hơi được cái dù, tôi được cái dù nè. Cái này mà tôi ăn là tôi thùng bỏ luôn bạn ơi. Dù kia ăn được cái dù này là ăn được nha. Đó, trời ơi. Được mà, nhét vô miệng. Nhét vô miệng nuốt luôn. Ok, món ăn tiếp theo. Không thấy nó bị ngọt quá, không thích ăn phần bên dưới. Tôi hơn. Tôi ăn hết, đây kẹo đây mà. Đây. Ua, kẹo màu trắng nha. Trời ơi, tưởng nó màu đỏ rồi đây. Ngon quá. Mát kìa luôn á. Mát bị hiểu. Vô hôm nay là trong cơ sẵn vô yếu bài. La 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 la. Ăn kẹo dưa hấu chung với dưa hấu. Wow. Thấy vô nè, kẹo cũng ngon mà dưa hấu cũng ngon. Rồi, để coi món tiếp theo chúng ta sẽ là món gì đây nha các bạn nha. Rồi, vô mở trước đi. Tôi nghe có cái mùi quen lắm nè. Mùi giống mùi trà đào hay sao á. Trà đào á, ủa sao? Và đó chính là kẹo đào. Quen rồi, nếu đây là kẹo đào thì có nghĩa là sao là nguyên trái đào hả? Ủa, trái đào lắm, tôi thích trái đào đó. Tôi là tên anh đào, tôi thích trái đào đó. Để xem bài thấy chá. Ủa? Cái gì? Cái gì? Cái này là hộp đào mà. Sao này hộp đào mà. Không mở cho Sam nha. Ờ phải ăn chứ, tôi chưa ăn hộp đào luôn á. Ồ. Mẹ ơi. Wow. Ồ, bạn nào mà uống trà đào mà nó sẽ có này, đây là nguyên. Đó, nguyên một hộp đào luôn. Đây rồi, ông ăn trước đi. Trời ơi, đừng tôi ăn. Của Phong là kẹo bạn ơi. Kẹo hả? Rồi, ăn thử đi. Nguyên nó dài đấy. Thơm nha. Tôi thích mùi này. Bây giờ tôi sẽ ăn được cái đào. Thơm mà. Không, tôi ăn cái đào đó. Sammy đào đang ăn cái đào.
cân các bạn ạ. Dạo này ăn uống nhiều quá, mập lên rồi. Đâu hả? Không biết đi. Đâu nha. Chào đi, chào đi ăn. Cái nước của nó đặc sệt luôn nè. Không vậy, được nha, được nha. Thử miếng nước đi. Hả? Ăn được đủ. À, sao mất tay nổ mà tôi không mày nè. Không làm đủ, trời ơi. Rồi, ăn thử miếng không? Nó thành lắm, nó thành lắm mấy bạn, nó thành. Không, không ăn đâu. Không phải mập lắm. Rồi ok bạn ơi, ok kết quả là mình thấy món này rất ngon, siêu ngon luôn, đất thanh không quá ngọt. Ờ đẹp, yêu đào, sami đào yêu đào. Món gì đây, lắc cho. Cái hộp của tôi nghe không giống đồ ăn lắm. Đâu, là tôi cũng vậy, nghe cái tiếng gì từ từ lắc của anh. Đó, ủa sao chúng mình chơi vậy? Được. Thôi, tôi sẽ nhường cái Sam cái hộp này. Tôi biết cái hộp này đồ ăn, tôi sẽ để cho Sam ăn mập lên luôn. Không? Mập lên luôn, rồi, okay. Mập với tôi luôn. Yêu mày đi nha. Bắt kêu. Ôi, này cũng là kêu nè. Cái này là kèo, kêu phải bằng kẹo nha. Cái bằng kẹo để làm cho mình dán cái miệng mình lại, mình khỏi ăn. Ôi, nè, cái hộp này tôi cũng là bằng kẹo cho kêu ăn được nha. Nhìn nè. Này, lột ra thử cái video, ông thử lột ra đi. Đây, tôi lột ra nè. Đó, tôi bằng kẹo này nè. Thôi mà kẹo tôi ăn được nha, kẹo tôi ăn được. Đó, đây, đó. Ăn đi. Ăn. Tôi đã quá mặt để ăn tiếp rồi. Tôi không ăn gì. Ngon quá vợ. Ngon quá vợ. Ngon không? Ngon hả? Ê, không chỉ nè, ăn cái kẹo này là phải ăn gì nè. Đó. Hiểu ra, đó, đúng rồi, kéo dài ra. Đó, kéo dài ra. Rồi, ăn. Cậu cá. Mình bắt được cá mập đó bạn. Bắt được cá mập. Chắc phải mấy ngàn calo cho người đó nha. Chuẩn bị mầm cho mà coi nè. Không sợ hả? Trời ơi, anh nghèo quá à. Anh phải cố gắng hoàn thành được hết cho các bạn. Các bạn đừng quên cho mình một like, một share của mình. Đừng quên subscribe sau và tất cả thành video hết mình nha. Để tụi bạn đồng hành cộng nha. Tôi sắp được 3 triệu like rồi. Các bạn có sắp chia sẻ nha, đến 3 triệu nha. Các bạn nhớ đăng luôn. Mình sắp được 4 triệu rồi mọi người. Đúng rồi, đúng không? Đừng đăng tin này. Mấy bạn nhớ nha. Nhớ nha, nhớ giúp mình nha. Sam sắp mập như heo rồi. Tôi vẫn sẽ chọn bên tôi. Thôi kệ, bây giờ mình sẽ chọn bên mình đi bạn. Ok, chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Trứng gà. Trứng Pikachu. Trứng của mình là trứng thật nè, còn trứng của Sam. Đây là trứng trứng luôn sẵn rồi nha. Còn đây là trứng Pikachu. Pikachu. Rồi bây giờ tôi sẽ lột luôn trứng ẩn cũng lột và trứng tôm lột. Pikachu là con gì? Pikachu là Pikachu. Đó. Pikachu với Pikachu là con gì? Đây rồi. Rồi bạn ơi, mình đã tách được quả trứng. Bây giờ quả trứng không còn là quả trứng nữa bạn, không méo chưa rồi đây. Trứng nè, tách ra hai bên. Đó. Ai tách? Con cần tách. Đúng rồi. Phải nói đúng. Đây, bên trong có kẹo nha. Kẹo nhiều màu. Đó. Hay quá, tôi không ai thích ăn kẹo bạn ơi. Đây. Thực sự mình là một người không thích ăn kẹo bạn ạ. Kẹo si cu la. Wow. Rồi đây trứng của tôi ăn nè. Cái trứng đen thui. Rồi tôi sẽ tách nó ra thử. Wow. Hấp dẫn. Thơm quá. Ngon quá. Ngon quá. Cái này là của Phong mà. Nhưng mà cô muốn ăn năng miếng ngon. Okay. Nhưng mà nếu ăn vậy mấy bạn biết sao? Không sao gì, sao không nên cho sao. Nhưng mà sao có chắc chưa? Làm gì vậy? Đang coi viên kẹo. Nói gì? Tôi đang suy nghĩ đến một cái này. Mấy bạn nhìn nha.
đây là viên kẹo màu vàng đúng không? Sao mày thấy nó là viên kẹo màu vàng đúng không? Màu vàng. Ok, bây giờ Phong sẽ bỏ qua tay này. Sao nhìn kỹ nha, bây giờ Phong mất ra. Bùm. Nhiều video về thử thách đồ ăn thật và đồ ăn kéo hay đồ ăn thật. Đừng quên comment dưới cho biết nha. Tụi em tôi ở list sau. Hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Bye. Ok, thì hôm nay một bài sáng. Thử đi, thử cho em.